Thật là tuyệt vời. Lúc này thì những cái nắng nhẹ đã làm tan đi những giọt sương còn đọng lại trên lá. Và lúc này thì cả một bầu trời thương nhớ, cả một bầu trời tình yêu đang chuẩn bị minh chứng cho những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc và thiêng liêng nhất của đôi bạn trẻ trong ngày vui hạnh phúc. Và xin được nồng nhiệt chào đón hai bác sẽ cùng quay trở lại sân khấu để chuẩn bị có những ý kiến phát biểu, những lời chào và nhận dâu tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và bây giờ cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp nhất dạng người nhất năm 2021. Chào đón chú rể Trần Huấn và cô dâu Thanh Huyền bằng một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị để họ cùng lên sân khấu đúng không ạ? Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời thêm một vị đại diện nữa của đại gia đình họ nhà trai chúng ta. Trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Bình, trưởng họ Trần sẽ cùng quay trở lên sân khấu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, khi những nhân vật quan trọng nhất đã hiện diện tại trung tâm sân khấu, ban tổ chức sẽ không lấy đi nhiều thời gian của quý vị. Chúng tôi xin phép toàn thể quý vị đang hiện diện tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay được trịnh trọng tuyên bố những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc nhất của chú rể Trần Huấn và cô dâu Thanh Huyền tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin phép quý vị chính thức bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị đi ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe những ý kiến phát biểu, những lời chào và nhận dâu của hai bác đại diện. Trước tiên bác đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu chào dâu tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho bác đi ạ. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, quan viên cùng bốn họ, cùng toàn thể quân tân quý khách của đại gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái. Tôi tên là Nguyễn Hữu Bạch Hải, là bác của cháu Huyền. Qua sự tìm hiểu chín muồi của hai cháu Trần Huấn và Thanh Huyền, được sự tách thành cao của hai ông bà Tuấn Liên là cha mẹ của cháu Huyền và ông bà Tuấn Huệ là cha mẹ của cháu Huấn, cùng với sự ủng hộ của họ nhà trai, họ nhà gái, của cơ quan đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũng như chính quyền địa phương hai bên lâu rẻ. Hôm nay trên không gian rực rỡ của hôn trường, ngày hạnh phúc của các cháu đã đến. Và ngày hạnh phúc của các cháu đã đến, tôi thay mặt họ nhà gái xin chính thức giao cháu Thanh Huyền làm dâu con họ nhà trai. Và xin chân thành cảm ơn và kính chúc các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể các tân quý khách sức khỏe hạnh phúc. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc cho tình thông gia hai ông bà Tuấn Liên và Tuấn Huệ ở dưới này ngày càng gắn bó, xây dựng hạnh phúc trăm năm. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những kiến phát biểu và những lời căn dặn cô dâu Thanh Huyền của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Thưa quý vị, nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai cũng sẽ có đôi lời đáp thừa. Và ngay sau đây, quý vị sẽ nổ một tràng vỗ tay thật lớn để đến với những kiến phát biểu đáp thừa của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai đúng không ạ? Kính thưa các cụ ông bà và toàn thể hội hôn đại diện cho hai họ hôm nay, tôi rất vinh dự là thay mặt cho nội tộc họ Trần hôm nay là được nhận cháu dâu từ đại diện họ nhà gái đã vừa trao dâu, và tôi xin cảm ơn ông đại diện họ nhà gái. Và cũng không biết nói gì hơn, tôi thay mặt cho tất cả gia đình nội tộc của chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cụ ông cụ bà của họ nhà gái tạo điều kiện cho con cháu tôi từ ngay từ buổi đầu các cháu làm quen nhau để đến ngày hôm nay được đơm hoa kết trái. Và hai là tôi chúc cho tình thông gia mãi mãi bền vững là nền tảng để cho các cháu giữ được hạnh phúc trăm năm, và chúc các cháu có cuộc sống như ý. Xin cảm ơn và xin vâng, và xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì hai bác đã dành cho nhau một cái bắt tay đúng không ạ? Có lẽ rằng cái bắt tay đó là chưa đủ đâu ạ. Xin mời hai bác ngoài bắt tay thì dành cho nhau một cái ôm thật nồng hậu để thể hiện tình đoàn kết giữa đôi bên gia đình thông gia được không ạ? Một cái ôm thật tuyệt vời, một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Trân trọng cảm ơn hai bác với những ý kiến phát biểu rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị hiện diện tại sân khấu lúc này, còn lại đây đó là sự hiện diện của chú rể Trần Huấn và cô dâu Thanh Huyền.
Và trước khi đến với những giây phút hạnh phúc thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau để cùng di chuyển vào bên trong tư gia của đại gia đình để nhận được sự hướng dẫn của các ông thượng thắp nén hương trầm lên bàn thờ tổ đường để kính báo gia tiên. Ngày hôm nay chúng con chính thức được nên vợ thành chồng. Xin mời nghệ sĩ Si Hợp với làn điệu Ba Quan mời chào. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Si Hợp xin được cả gửi tới các cô, các bà, quan viên của hai bên gia đình. Ngoài như tất cả các anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngày hôm nay thì với cương vị cũng là một người đồng nghiệp của cô dâu Thanh Huyền và là một người anh của chú rể Trần Huấn, trở về đây rất là vui. Sĩ Hưởng rất nhiều, anh còn son, em cũng còn son. Tên vợ chồng với một người con của Tam Đại Vĩnh Phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, xin một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai nghệ sĩ của cô dâu và chú rể, là rất mong toàn thể quý vị để chứng kiến trọn vẹn những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc. Bởi thời gian của ngày hôm nay chúng ta là rất nhiều để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây thì một ca khúc mà chú rể vừa mới ghé vào tai của MC và là: anh ơi, ngày hôm nay thì em cũng muốn hát tặng vợ em một bài lắm, nhưng em hơi run, Cameroon một chút, nên là nhờ anh gửi tới toàn thể quý vị đang có mặt tại đây và đặc biệt gửi tới người vợ của em trong ngày hạnh phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc được mang tên Bức Thư Tình Đầu Tiên. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và nổ một tràng vỗ tay thật lớn cho chú rể với ca khúc này, được không ạ? Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Mặc dù hát không hay nhưng ước mong một tràng vỗ tay lần tới quý vị, được không ạ? Rất vinh dự là được cùng quê với cô dâu Thanh Huyền. Không biết quý vị ở Thiều Xuân có nhận ra em ở Vạn Thắng hay không? Một người anh trong họ của cô dâu Thanh Huyền ngày nay rất vinh dự được tổ chức cho hai bạn. Xin mời nghệ sĩ rất sắc Nước Thủy ạ. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nên tìm anh tình yêu bất tận. Em anh đã mơ về tôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai hãy thêm vững bước trên con đường dài. Anh kiên tìm đành lặng nghe môi anh cất tiếng hỏi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Một tràng vỗ tay thật lớn và toàn thể quý vị cho ca khúc này, có được không ạ? Đó là ca khúc mà chú rể muốn gửi tới cô dâu ngày hôm nay. Cảm ơn nghệ sĩ saxophone Đức Thủy rất nhiều. Và ngay sau đây cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu để đến với những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất, những nghi lễ trang trọng nhất tại đại lễ thành hôn. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, để đến được với nhau, để nắm được tay nhau, để đi đến ngày hạnh phúc ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chú rể Trần Huấn và cô dâu Thanh Huyền đã trải qua với nhau mùi đắng cay, những kỷ niệm đã có với nhau, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc chúng ta đã cùng trải qua với nhau. Dẫu rằng cũng có những lúc em giận hờn vu vơ ghen tuông bởi anh đi làm về muộn, dẫu rằng cũng có những lúc em giận hờn vu vơ ghen tuông
bởi anh đi tham gia đá bóng cùng với anh Khánh Anh Hưởng, anh Đức ở đội bóng FC Sự Kiện. Và dẫu rằng em vẫn biết rằng đó là những lần anh đi làm về muộn để em phải chờ, nhưng ngày hôm nay em bỏ qua tất cả những điều đó đằng sau lưng chú rể ghen tuông với những tin nhắn của những người bạn của cô dâu thôi, có đúng không ạ? Cũng có những lúc tình cảm của chúng ta cả hai đều lặng im, nhưng cả hai đều cùng nhau lên tiếng, để đôi trái tim sẽ lại cùng hòa chung một nhịp đập, để ngày hôm nay tất cả những điều đó không có một nghĩa lý gì nữa cả. Chúng ta bỏ qua tất cả đằng sau lưng để đến với nhau, để xây đắp một tình yêu trọn đời và mãi mãi. Và đứng trên lễ đài hạnh phúc này đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể để đánh dấu ngày hạnh phúc ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2021, tức ngày 9 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày cưới của hai bạn trẻ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau một vật kỷ niệm. Đó là gì thưa quý vị? Một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là một vòng tròn tình yêu bất tận. Chiếc nhẫn không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Giống như tình yêu của đôi bạn trẻ vậy, sẽ bên nhau đến trọn đời. Và chú rể đã thật lãng mạn khi hạ hối trái của mình xuống để đeo lên ngón áp út của cô dâu Thanh Huyền. Hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị, đúng không ạ? Một cái hôn nhẹ vào tay để thể hiện một tình yêu mãnh liệt của chú rể dành cho cô dâu. Và ngay sau đó thì cô dâu cũng sẽ đeo lên ngón áp út của chú rể một chiếc nhẫn và nói với chú rể rằng: kể từ ngày hôm nay thì anh cứ đi chơi thoải mái đi, anh cứ đi đá bóng thoải mái đi, nhưng anh hãy luôn nhớ rằng có một người vợ hiền luôn chở anh về với những bữa cơm gia đình ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất. Một tràng vỗ tay lớn đến đâu của quý vị, đúng không ạ? Một điều mà không thể thiếu trong bất kỳ lễ thành hôn nào, đó chính là nụ hôn. Kính thưa quý vị, MC biết rất rõ về mối tình này, thậm chí là hôn nhau bao nhiêu lần cũng biết. Em gắn định vị chỗ em Huấn đây rồi ạ. Thưa toàn thể quý vị, chắc chắn rồi, chỉ ngày xưa các cụ nhà chúng ta mới yêu nhau là nam nữ thủ thủ bất thân thôi, đúng không ạ? Nhưng ngày nay thì khi yêu đã trao cho nhau những nụ hôn rồi, đó là những nụ hôn của tình yêu, những nụ hôn của tình bạn, còn nếu không phải tình bạn hay là tình yêu thì những nụ hôn xã giao chẳng hạn. Nhưng ngày hôm nay đây mới là nụ hôn của tình nghĩa vợ chồng. Nụ hôn này là nụ hôn hợp pháp đầu tiên mà đôi bên gia đình và chính quyền địa phương sẽ công nhận. Hai bạn trẻ dành cho nhau cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời, nhưng gói gọn lại tình yêu đó được kết thành trong nụ hôn ngọt ngào trong ngày cưới. Chắc là chú rể cũng đã biết là đặt tay vào đâu rồi nhỉ? Xin mời cô dâu đặt tay lên bờ vai của chú rể. Còn chú rể bình thường hôn anh có thấy đặt ở đấy đâu? Mấy lần anh đi đá bóng qua nhà hát, hôn tay em toàn để đâu? Và cái thời gian này quý vị, đúng rồi ạ, chú rể đặt đúng vào vòng eo thon thả của cô dâu, và cô dâu đặt vào bờ vai vững chắc của chú rể. Thưa quý vị, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Chẳng biết trước lần đó sẽ như thế nào, nhưng anh chỉ biết đó là lần cuối cùng anh yêu một ai chân thành trên cõi đời này. Chúng ta đang có mặt ở đây cũng đều rất hồi hộp với nụ hôn này. MC sẽ xin được thay lời cho ban tổ chức sẽ đếm lớn để nụ hôn này sẽ kéo dài trong vòng 1 phút. Anh là một MC dễ tính nhưng mà lại rất khó tính. Nếu không đủ 1 phút anh sẽ cho tổ chức cho hôn lại. Còn nếu chú vẫn chưa làm được việc thì ở đây có rất nhiều những người anh em của chú, đặc biệt anh Hưởng đang háo háo kia kìa. Anh Hưởng sẽ lên dẫn chương trình thay anh để mời chú hôn thôi, chứ anh Hưởng không dám làm gì cả. Vâng ạ, nụ hôn sẽ được bắt đầu ạ. 3, 2, 1, vỗ tay đi quý vị. Đúng 1 phút ạ, đúng 1 phút. Tiếp tục đi ạ, xin mời. Một cái hôn thật nồng nàn đi ạ. Sau khi hôn thì một cái hôn thật nồng nàn ạ, một cái hôn thật chặt đi ạ. Thế rồi, cảm ơn cô dâu và chú rể của chúng ta. Và không để những giây phút ngọt ngào và lãng mạn này bị lạc lại một chút nào cả, thì ngay sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tay trong tay để tiến đến tầng bánh ngọt hạnh phúc trong ngày cưới. Trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu, chú rể tay trong tay nhau để cắt lát bánh ngọt hạnh phúc. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị nhé. Huấn ơi, anh muốn hỏi rằng em có nhớ rõ rằng là hai em yêu nhau trong khoảng thời gian bao lâu? 5 tháng. 5 tháng. 5 tháng là một thời gian không hề dài để nói lên bất kỳ một điều gì cả. Nhưng đối với một tình
tình yêu để đi đến hôn nhân và hạnh phúc thì 5 tháng lại là vừa đẹp, thưa quý vị. 5 tháng đã đủ để đánh dấu những kỷ niệm đã từng có với nhau. Những lần anh đi đá bóng anh cũng cho em đi theo này. Những lần anh lên homestay, đây là một ông chủ của homestay rất nổi tiếng trên Tam Đảo. Biết bao nhiêu kỷ niệm đã có với nhau rồi. Trong 5 tháng đó, 5 tháng ngọt ngào, 5 tháng yêu thương, thì bây giờ tất cả sẽ để màu đỏ của rượu sẽ tượng trưng cho màu máu của con tim và sẽ chảy thẳng về huyết mạch tình yêu để thắp lên một tương lai tươi sáng và rạng ngời nhất cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay nhau để tiến đến tháp ly rượu cưới. Trân trọng kính mời. Một chai sơ phanh đầu tiên đã được chú rể bật lên. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay nhau để chân lên tháp ly rượu cưới. Tình mẹ mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vui và hạnh phúc trong lòng là những bậc là cha là mẹ. Trân trọng kính mời chú rể Trần Huấn và cô dâu Thanh Huyền sẽ nâng ly rượu để mời tới những quý vị đang hiện diện trên sân khấu. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, ly rượu này là ly rượu mà đại gia đình gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị vì sự hiện diện của quý vị tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Ly rượu này cũng là ly rượu mà đại gia đình gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự giúp đỡ của toàn thể quý vị trong những ngày diễn ra đám cưới của đôi bạn trẻ. Và ly rượu này là ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình, chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng nâng ly. Toàn thể quý vị nở một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng biểu. Cảm ơn hai bác và xin mời hai bác sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cùng an tọa tại những bàn tiệc trà tiệc nước để ngay sau đây những cái lễ tiếp theo sẽ được diễn ra trên sân khấu. Giờ này sang năm thôi sẽ sinh cho đôi bên gia đình có đúng không ạ, một chàng hoàng tử hoặc một nàng công chúa xinh xắn đáng yêu đậm chất xoáy qua như cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Và bố mẹ có một món quà tuy nhỏ thôi nhưng đó là cả một tấm lòng của cha mẹ. Món quà nhỏ nhưng tấm lòng son mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này. Xin mời món quà vô cùng yêu thương của bố mẹ cùng di chuyển lên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Trân trọng kính mời. Có một cái ôm rất tuyệt vời giữa người mẹ chồng và nàng dâu mới của gia đình. Xin được chúc phúc cho đại gia đình và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời em trai của chú rể.